Xin chào mọi người nhá. Hôm nay thì mình lại làm một clip. Clip này cũng gọi là clip rất là đặc biệt, tại vì hôm nay là ngày chia tay với cả con trà màu Mỹ Lựa mà mình đã làm cũng vài vài clip cho mọi người cùng xem rồi. Hôm nay là mình sẽ có một người đặt nên là mình bán. Đây, cái hộp này là hộp mình sẽ thằng bạn. Đây là bạn mình nó làm hộp mọi người ạ. Đây, cái hộp này lát nữa sẽ cho chim vào đây. Có một anh ở tận Ninh Bình đặt nên là mình với thằng bạn làm bây giờ chuẩn bị mang ra bến xe để gửi. Bạn bắt chim đi bạn. Lát nữa bắt thì cầm nhá. Giữ một lúc để cho tớ nhìn cái Mỹ Lựa. Tại vì ngoài nhìn rất là rõ nhưng mà nhiều người xem video vẫn bảo là không nhìn thấy. Rất là lạ. Đúng là cũng có thể là vào video nó hơi mờ nhưng mà có một cái video mình quay rất là rõ. Có một video thì đúng là nó không rõ được rõ. Mọi người cứ bảo là không thấy Mỹ Lựa để bảo là má đỏ thì là đương nhiên rồi. Để chụp cái áo này cho nó đỡ bay mọi người ạ. Bắt cho nó dễ. Tí nữa thằng bạn mình bắt ra thì cho mọi người nhìn tận mắt luôn Mỹ Lựa. Tại vì là cái hàng Mỹ Lựa thì là nó nhỏ mà ở trên bên trên mí mắt một tí. Con này thì khá là thuần rồi mọi người. Không để bình thường không người lại gần cũng không bay nhảy gì đâu. Cho tay vào thì có vẻ là hơi nhảy một tí thôi. Nó sợ. Tuột lông ra. Cũng phải nhẹ nhàng nữa, không có lại sợ nó bị tuột lông nó xấu ấy. Mình cũng có ship thì ship nhưng mà thỉnh thoảng kiểu người nào gần thì mới ship chứ còn nó xa là cũng không dám ship. Tại vì sợ nó chết chim. Được chưa? Đây rồi. Cho tôi xem cái Mỹ Lựa nào bạn. Đây. Đây mọi người nhìn thấy không? Mỹ Lựa bên trên mắt này này. Đấy có một hàng bên này ít hơn mọi người. Bên kia thì có vẻ đỏ hơn rồi. Kéo lên. Cái gì cầm điện thoại đó. Đây bên này. Đâu? Có Mỹ Lựa đây này. Hơi mờ từ. Để tôi bật cái đèn flash lên. Cho mọi người nhìn rõ nó quay mờ như của lần trước thì mọi người lại cứ bảo là không thấy Mỹ Lựa đâu. Tại vì nó màu đỏ thì nó kiểu nó rất là chớm ấy cả đấy. Mọi người nhìn thấy Mỹ Lựa bên trên mắt kìa. Đây nhìn rõ cực kỳ luôn này. Rất là rõ này mọi người nhá. Bên trên mắt thành Mỹ Lựa này. Những con Mỹ Lựa này thì là nó rất là ít. Còn má đỏ ở dưới mọi người nhá. Đây. Mọi người nhìn rất là rõ rồi nhá. Đấy, bên kia cũng vậy. Bộ. Bên này cũng vậy này. Bên này thì ít hơn cỡ có... ít hơn bên kia một tí. Bên kia thì nhìn rõ rồi. Nhưng bên ngoài nhìn thì rất là rõ mọi người ạ. Ngoài nhìn rất là rõ, bạn cho hộp đi bạn. Cẩn thận nhá. Dí cái kia xuống trước rồi, dí cái kia xuống trước rồi. Không lùa đáy ra. Đó, hộp này mình cũng làm rất là chắc chắn này. Ở bên ngoài này thì có một lớp băng dính hết rồi nên là kể cả dính nước rồi thì nó cũng không bị ấy được, rách được. Ở trên thì mình cũng có ghi thông tin người ship nên là mình sẽ không quay lên mọi người để lộ thông tin mất. Mình quay đến như vậy thôi nhá. Xin chào mọi người.